Chào cô chú anh chị, em là nhà đất Minh Thanh Người Duột. Hôm nay em review cho cô chú anh chị một căn nhà tọa lạc tại khu tái định cư Đằng Huỳnh. Thì căn nhà nó có đặc biệt, căn nhà này khu tái định cư Đằng Huỳnh nó rất là thích ứng thay nha cô chú anh chị. Căn nhà này thì nó có nằm trên trục đường 7,5 m gần trung tâm thương mại, hướng được hướng là hướng chánh tây. Thì căn nhà này nó gồm một trệt một lầu, gồm hai tầng, hai sàn đều đổ thiệt hết cô chú anh chị. Thì căn nhà này có diện tích là 10.5 và 18-90 m², hai sàn đều đổ thiệt hết luôn, cũng được hợp thức hóa sẵn hết cho mình luôn rồi. Thì nói chung căn nhà này em cũng đã quay một hai lần cho cô chú anh chị tham khảo rồi. Thì hôm nay ông anh ổng quyết định cũng cuối năm rồi, hôm nay là 14 tháng 12 2023, thì cũng chuẩn bị đến Tết Nguyên Đán 2024 rồi. Thì ông anh ổng quyết định xả lỗ căn nhà này hơn 600 triệu rồi cô chú anh chị. Thì căn nhà này chỉ có hơn 4 tỷ một chút xíu thôi. Thì ông anh ổng quyết định xả lỗ cái căn nhà này để anh đáo hạn ngân hàng, cũng đã cuối năm rồi. Còn nếu cô chú anh chị nào có thiện chí về đầu tư về căn nhà này hay là mua để ở thì rất thích hợp trong một cái thời điểm này. Hiện tại ông anh cũng xả lỗ hơn 600 triệu căn nhà này của chú anh chị. Thì nói chung một miếng đất tại cái vị trí này hôm nay á, thì nó cũng đã 2 tỷ 6 rồi. Anh cất một căn nhà như này, anh bị dướng dịch tới bây giờ, tình hình bất động sản của chú anh chị cũng biết rồi. Thì một căn nhà xây dựng rất là kiên cố như thế này thì cô chú cũng biết là bao nhiêu rồi. Thì căn nhà này nó có diện tích của mình là 18-90 m², gồm 5 phòng ngủ, 1 phòng thờ nha cô chú anh chị, gồm có 3 toilet nha, có sân trước sân sau rất là rộng rãi, cũng có hệ thống máy nóng lạnh cho mình đầy đủ luôn. Thì căn nhà nó cũng được cái là hợp thức hóa hết cho mình luôn rồi. Một căn nhà trong một cái khu tái định cư Đằng Huỳnh, khu phố Tân Phước, thị trấn Cần Giuộc, thì chỉ có giá hơn 4 tỷ thôi cô chú anh chị, là một căn nhà rất là mới cho mình luôn. Thì nếu cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì mua đầu tư hay là mua để đón năm mới 2024 thì cô chú hãy nhấc máy alo em nhanh, số điện thoại đường link phía dưới nha. Hiện tại là ông anh ổng đang đau để xả lỗ căn nhà này để báo hạn ngân hàng, thì rất là hợp lý cho một căn nhà luôn nha quý anh chị. Đúng ra ngày hôm nay em mở đèn đồ lên cho nó sáng sủa căn nhà rất là đẹp đó cô chú anh chị, nhưng mà cái hôm nay bị cúp điện cô chú anh chị nha. Rồi cô chú anh chị thông cảm nha. Rồi cô chú anh chị nào mà có thiện chí về căn nhà này thì cứ alo em, số điện thoại đường link phía dưới nha. Rồi cô chú anh chị, em sẽ quay về một đi vào chi tiết cái căn nhà này cho cô chú anh chị tham khảo đi được rõ. Rồi mình sẽ đi chỉ vào chi tiết của căn nhà này. Thì căn nhà này nó gồm một trệt hai lầu, cũng được vừa mới xây dựng xong luôn á cô chú anh chị. Thì một cái mặt tiền cũng rất là đẹp cho mình luôn. Thì căn nhà này nó có là hướng chánh tây. Thì phía trước của căn nhà của mình ở đây cũng được làm một cái lớp cửa sắt CNC, chạy một cái theo biểu tượng hình trống đồng, cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Một cái bộ cửa lớp cửa bốn cánh. Một cái lề của mình ở đây cũng rất là rộng nha cô chú anh chị. Lề là lề 3 m á. Ở sân bên trong là cũng 3 m luôn, thì cũng rất là rộng, cũng thích hợp cho mình đậu một chiếc xe hơi nhỏ nhỏ được nha cô chú anh chị. Thì ở cái lớp cửa bên trong của mình bên đây thì cũng được xài lớp cửa bốn cánh luôn. Còn cái lớp cửa này là lớp cửa sắt bốn cánh, được chạy CNC rất đẹp với cô chú anh chị nha. Đó, rồi cũng được rất là đẹp, sắt là sắt CNC dày cho mình luôn. Đó, thành ra tạo điểm nhấn sơn một cái màu vàng rất là đẹp luôn. Còn phía cái sân 3 m của mình ở đây á, thì cũng được lót cho mình một cái gạch sân, dạng gạch sân chống trơn trượt á. Thì cái mặt tiền của mình ở đây á, thì cũng được ốp gạch bốn kiến luôn, ốp gạch bốn kiến cho mình luôn. Phía trên này á, đúng ra thì chỉ không có lập tôn, nhưng mà tụi em đã lập tôn rồi, đóng lá phong này kia hết cho nó đẹp với cô chú anh chị đó. Thì ở một cái bậc thềm ở đây cũng được làm một cái bậc thềm mà xong mình lót gạch, lót đá hoa cương cho mình luôn. Đó, cương trắng và điểm nhấn màu đỏ rất là tỏa sáng cho một căn nhà của mình luôn. Thì ở đây dưới lớp gạch nền của mình á, thì cũng được lót một cái lớp gạch nền 60 bóng kiến cho mình luôn. Thì ở dưới đây mình cũng được ốp gạch tường lên khoảng 1m6 hết cho mình luôn rồi. Thì đây là cái lớp cửa bốn cánh phía trước của mình cũng được xài sắt rất là dày nha quý anh chị, cái cửa rất là nặng luôn. Giờ cũng được xài khiến lực mài sẵn cho mình luôn, thì rất chắc chắn cho một cái bộ cửa nhà của mình. Thì cái mặt trước này của mình cũng được làm một cái tam cấp đó anh chị, để mình trang trí bông hoa và cũng có kệ để cho mình trang trí luôn. Thì phía trên này cũng đóng là phong dực hợp đầu đèn luôn, có một đèn chùm rất là đẹp cho một cái căn nhà của mình luôn. Ghi gạch tường của mình ở đây cũng được ốp lên khoảng 1m6 hết luôn đó, khoảng 1m6 của chúng chị, để cho nó sạch sẽ cho một căn nhà của mình. Thì phía dưới này thì khu vực bếp, thì khu vực cái cầu thang của mình cũng được làm tay cầu thang cổ khiến lực. Thì cái bậc những cái bậc lên cầu thang của mình ở đây cũng được xài
đá hoa cương trắng đen đó, rất là đẹp cho một căn nhà của mình luôn, một căn nhà rất là sạch sẽ của chú anh chị nha. Thì một căn nhà này mua đầu tư cũng rất là ok, hay là cô chú anh chị cần sử dụng để ở thì cũng không, mình không cần phải làm gì hết nha. Thì căn nhà này cũng được trang trí cho mình, bố trí cho mình là có hệ thống bồn nước nè, và một cái hệ thống máy nước nóng đầy đủ cho mình luôn à, nóng lạnh luôn. Cái khu vực ngay đây rất là rộng rãi nữa chú anh chị, cô chú anh chị có thể để một cái bộ ly quăn bằng gỗ dày cũng được. Còn hay khu vực phòng ăn của mình rất là rộng, rất thích hợp cho mình để một cái bộ bàn ăn khoảng 8 ghế á, rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị. Ở đây là cái mặt bếp đá hoa cương của mình, ở đây cũng được xài bằng đá hoa cương, bồn dĩa chén hai hộc luôn, mà đi nóc 304 cho mình. Thì tất cả kệ bếp đồ này kia đó, tủ bếp đồ đều làm gỗ hết rồi cô chú anh chị, cũng được làm gỗ nha. Đó, được làm gỗ luôn, cũng bố trí cho mình sẵn những cái máy bơm mà để trợ lực nước đó cô chú anh chị, phòng nước mình bị yếu quá. Thì phía sau đây thì có một cái sân phơi, thì toilet được làm máy bên ngoài. Thì cái sân phơi này cũng rất là rộng rãi nha cô chú anh chị, cho thích hợp mình để đồ hay nè kia, máy giặt này kia mình để phía sau. Còn phía trên đây á thì cũng được làm cái lớp sắt bảo vệ cho mình luôn đó, bảo vệ sẵn cho mình luôn cô chú anh chị. Thì có những cái ống máy lạnh được chờ sẵn cho mình luôn, mình về mình chỉ lắp vô thôi. Thì đây là cái khu vực toilet, thì toilet cũng thì cũng đầy đủ công năng cho mình sử dụng thôi, gồm cầu liền khói này kia cũng đầy đủ, có hệ thống nước nóng nước lạnh sẵn cho mình luôn nha cô chú anh chị. Đó, đầy đủ hết cho mình một căn nhà. Thì một căn nhà này hôm nay là ông anh ổng đang cần tiền để đáo hạn ngân hàng cuối năm của chú anh chị, thành ra ông anh của ổng cũng đao giá rất là thấp nha, rất thích hợp cho cô chú anh chị mình để đầu tư và hay mua để ở, rất thích hợp trong một cái thời điểm này nha. Một căn nhà trong khu tái định cư Đặng Quỳnh này thì hôm nay anh đao chỉ hơn 4 tỷ một tí xíu thôi cô chú anh chị. Thì nếu cô chú anh chị mà có thiện chí á, thì cứ nhấc máy alo em nha. Nói chung là em không có nói công khai giá trên đây nhiều quá, thì để cho cô chú anh chị mình còn đầu tư nữa. Rồi thì nói chung căn nhà này cũng trang trí cho mình rất là đẹp, rất là tạo rất là nhiều điểm nhấn cho một căn nhà của mình luôn. Thì ở đây thì cô chú anh chị cùng theo chân em đi lên kênh khu vực tầng 1 nha. Thì tầng trệt của mình thì công năng sử dụng của mình cũng chung chung khoảng bao nhiêu thôi. Thì tầng trệt mình không có phòng ngủ dưới đất nha cô chú anh chị. Thì mình đi lên cái cầu thang ở phía trên này thì ngay cái bậc ta nghỉ chiếu nghỉ của cái cầu thang này mình thì mình cũng có dán gạch lên cho mình cao hết luôn rồi, để không có bị dơ đó. Là cho ví dụ nhà mình có bé hay này kia đó, nó đi lên đi xuống đó, không bị dơ đó cô chú anh chị, rất là đẹp cho một cái sạch sẽ cho một căn nhà của mình luôn. Thì tất cả những cầu thang từ tầng 1 tới tầng 2 thì đều là kiến cường lực tay gõ hết cho mình luôn. Thì phía trên này thì mỗi một cái tầng như vậy thì đều có là 3 phòng ngủ nha cô chú anh chị. Ba phòng ngủ chính thức hết. Ví dụ cô chú anh chị nào mà mình gia đình mình có thời gia tiên á, thì mình chừa một phòng đầu tiên, giống như cái phòng này phòng của tơ là một nè, để mình thời gia tiên thì rất là ok luôn. Thì mỗi một cái phòng của mình á đều thiết kế cho mình hệ thống máy lạnh, chờ hệ thống máy lạnh cho mình sẵn hết luôn rồi. Thì đây là phía toilet của phía trên lầu của mình đó. Thì đây là cái phòng thứ hai trên lầu của mình đây. Đó, phía sau đây cũng một cái là phòng thứ ba của mình, thì cũng có một cái cửa sổ lấy gió cho mình luôn đó. Ở đây là có một cái toilet ở trên lầu của mình đây, thì toilet cũng rất là rộng nha cô chú anh chị, cũng nói chung cũng đầy đủ công năng cho mình sử dụng hết luôn rồi, cũng có hệ thống nước nóng lạnh rồi, các tầng đều có hết, và cũng có một cái làm một cái thông gió cho nó thoát hơi của cái toilet. Thì nói chung tầng 1 với tầng 2 thì nó cũng giống nhau thôi cô chú anh chị, nhưng mà em vẫn phải quay hết cho cô chú anh chị tham quan nha. Thì cô chú anh chị cứ tham khảo, thì cứ được căn nhà này thì cứ alo em, tại trong thời điểm này cô chú anh chị mà mua đầu tư hay là mua để ở rất là thích hợp luôn nha cô chú anh chị nha. Thì nói chung căn nhà này em cũng đã quay một hai lần rồi, quay từng 4 lúc, 4 tỷ 8, 4 tỷ 6, 4 tỷ 4, 4 tỷ 4. Thì hôm nay nói chung là cũng còn một cái giá rất là ok đó, thành là em không công bố giá trên này nhiều quá được. Thì cô chú anh chị nào mà có thiện chí đầu tư á, thì hay là mua sử dụng để ở thích hợp về căn nhà này á, thì cứ alo em. Cứ alo em rồi mình xem nhà rồi cùng gặp chủ mình thương lượng nha. Thương lượng chút lọc cho cô chú anh chị luôn. Còn thương lượng chút lọc cho cô chú anh chị. Thì đây là cái tầng lầu 2 của mình. Lầu 2 của mình ở trên thì cũng gồm có 3 phòng ngủ và một toilet. Thì nói chung cũng có một cái phòng để làm phòng thờ gia tiên cho mình đó cô chú anh chị. Thì tất cả những cái phòng ngủ này mình đều xài cửa gỗ hết luôn nha. Thì cũng có hệ thống chờ, hệ thống máy lạnh sẵn cho mình hết luôn. Thì phòng nào cũng vậy hết. Thì nó cũng giống y chang. Thì đây là cái toilet trên lầu của mình. Cái toilet lầu 2 của mình ở đây cô chú anh chị. Đó, toilet lầu 2 thì cũng y chang vậy thôi, cũng đầy đủ công năng cho mình sử dụng.
Thì mình đi thẳng phía ra phía trước đây là cái tầng cái phòng ngủ phía trên này nè. Cái phòng này phòng lớn nè. Phòng này thì mình có thể mình làm phòng thờ. Mình làm phòng thờ luôn đó chính chị, hay là nếu gia đình mình đông thì mình làm phòng ngủ cũng được. Thì trên đây cũng là một cái bộ cửa sắt hai cánh luôn, cũng rất là chắc chắn luôn của chú anh chị, sơn giả sinh pha kiến nhân lực. Ở đây đây là mình ra cái ban công phía trước của mình đây, thì ở đây cái khu vực này thì nhà cũng rất là đông của chú anh chị nha. Cái đó là cái miếng đất ngoài khu dân cư của mình. Đó cái tay em chỉ ngay cho cái nhọn nhọn đó là ngay cái góc nhọn là quốc lộ 50 nha của chú anh chị. Thì từ ngay chỗ căn nhà này mình ra vòng xoay quốc lộ 50 thì tầm khoảng 500 mét thôi. Đó, ngay cái miếng đất trống trống là trung tâm thương mại của chú anh chị nha, tại nó chưa làm. Đây là cái đường trước nhà của mình, cái đường mình đi thẳng mình ra ngay vòng xoay Tân Kim đó. Đó, miếng đất trống trống này của trung tâm thương mại nè. Đó, nhà cũng rất là đông luôn. Căn nhà của mình là được nằm trên hướng Tây nha của chú anh chị. Thì là mình nằm cái đường trước nhà của mình là không phải đung chung đụng bên kia một dải lô nào hết, nó là đất trống nha. Rất là thoáng cho một cái căn nhà của mình luôn của chú anh chị, rất là thích hợp cho mình sở hữu một căn nhà này. Thì cô chú anh chị nào mà có thiện chí về căn nhà thì cứ alo em số điện thoại đường link phía dưới nha. Cô chú chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấc máy đăng ký kênh và cho em một cái like, và để cũng động lực em làm nhiều video khác nha. Rồi để cô chú anh chị mà đăng ký á, thì để em quay những cái bất động sản mới nhất khu vực Cần Giuộc thì cô chú anh chị sẽ thấy liền và sẽ tham khảo được liền. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video.